Thưa quý vị, nắng nóng gay gắt, hạn hán và xâm nhập mặn kéo dài tại nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân. Trong lúc khó khăn đó, bất kể ngày đêm, hàng trăm chuyến xe chở nước miễn phí, hàng triệu tấm lòng nhân ái đang góp công, góp sức, đưa nước ngọt về giúp đỡ người dân nơi đây. Vượt một hành trình dài, đoàn từ thiện đạo tràng Pháp Hoa chùa Thanh Tâm, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cùng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam đã có mặt tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang để mang nước ngọt miễn phí tặng bà con. 400 khối nước sinh hoạt, hàng nghìn lít nước ngọt, dù không đáng là bao, nhưng phần nào đó làm dịu đi cơn khát của vùng hạn mặn. Thì với cái tinh thần chia sẻ, thì chư ni cũng như là một số đạo tràng Pháp Hoa và đạo tràng Pháp Hoa tại chùa Thanh Tâm đã góp được một số tiền tài, hỗ trợ được 400 khối nước sạch, 200 thùng nước suối loại 20 lít và 200 cái can không loại 35 lít để cho bà con đựng nước mang về nhà. Thì đây là một cái món quà rất là ít với cái tinh thần chia sẻ, nhưng mà nó góp được phần nào cho bà con trong cái sinh hoạt hàng ngày. Tôi xin đại diện cho ấp 6 xã Tân Phước nói riêng và huyện Gò Công Đông nói chung một lời chân thành cảm ơn sâu sắc đến Mạnh Thường Quân, thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho chúng tôi để kịp thời đủ nước để sinh hoạt. Cùng với ý nghĩa trên, 1.500 khối nước cũng được đoàn ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Thủ Đức và chùa Thiền Tôn 2 thành phố Hồ Chí Minh trao tặng đến những người dân vùng hạn mặn. Sự khắc nghiệt của thời tiết được làm dịu mát phần nào bởi những chuyến xe chở nước ngọt miễn phí của người con Phật. Ai cũng cảm nhận được tình người sâu nặng trong cơn hạn mặn đang diễn ra khốc liệt. Chương trình đó thì diễn ra bắt đầu từ ngày 29 cho suốt chừng nào mà hoàn thành cái định hướng là dự kiến là mỗi tỉnh sẽ cho 500 khối nước. Thì ngoài đó ra thì khả năng chúng tôi làm được phần nào chia sẻ bớt cái nỗi khó khăn của bà con ở miền Tây. Nếu nào năm nay là không có lòng hảo tâm cho các nơi chỗ khác này kia thì chắc ở đây chết khô. Chứ đâu có nước. Bây giờ 6 tháng nước mặn, 6 tháng nước ngọt mà giờ ở dưới biển mà nước mặn chát là làm sao xài. Rồi nước ấm cũng không có nữa. Nhờ có cho nước uống, rồi cho nước xài. Thì ở đây nhờ bà con đây là rất cảm ơn. Một giọt nước trao đi, nhiều nụ cười ở lại. Nghĩa tình cả nước hướng về miền Tây như dòng nước ngọt đang góp phần làm dịu mát tâm hồn của người dân vùng hạn mặn, tạo thêm động lực, tinh thần để mỗi người dân vững tâm vượt qua khó khăn.